Những năm gần đây, xe máy điện đã trở thành phương tiện đi lại khá quen thuộc và phổ biến đối với người dân của chúng ta vì những tính năng như là khá tiện lợi này, nhỏ gọn, dễ sử dụng, không gây tiếng ồn hay ô nhiễm khói bụi. Và nắm bắt được điều này thì sáng nay, tập đoàn MBI của Hàn Quốc đã bắt tay với DK Bike tung ra dự án phát triển 3 mẫu xe máy chạy điện thay thế xe máy xăng, mang đến cho người tiêu dùng nhiều hơn những sự lựa chọn. Theo đó, MBI và DK Bike sẽ hợp tác triển khai dự án phát triển các dòng sản phẩm xe máy điện, xe e-scooter mang thương hiệu MBI tại Việt Nam với 3 mẫu xe máy điện, xe e-scooter điện hoàn toàn mới, có hiệu năng và công suất cao thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, MBI cũng sẽ công bố việc ký kết với các đối tác trong nước và quốc tế nằm trong chuỗi cung ứng của dự án xe điện MBI. Tuy xe máy điện không phải là loại hình phương tiện mới mẻ tại Việt Nam, nhưng do thiếu các trạm sạc pin đã làm gia tăng nỗi lo lắng, khiến người tiêu dùng bối rối khi chọn lựa xe điện để thay thế xe máy chạy xăng. Chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ tiện ích thông qua việc thực hiện các trạm sạc đầu tiên tại các thành phố lớn, sau đó nhân rộng trong toàn quốc. Vì vậy, dự kiến khách hàng có thể đổi pin chỉ trong vòng 1 phút. Bên cạnh đó, với hình thức cắm sạc của các xe máy điện hiện tại thì chúng ta phải mất từ 8 đến 10 tiếng để sạc pin. Điều đó rất bất tiện. Nhưng với các xe đạp điện của chúng tôi, khách hàng có thể dễ dàng đổi pin tại các trạm sạc nhanh chóng và tiện lợi. Có thể thấy quy mô thị trường xe máy xăng, xe máy dùng động cơ đốt trong và scooter của Việt Nam rất lớn, với sản lượng hàng năm khoảng 3,4 triệu xe. Trong đó, Honda đang dẫn đầu với thị phần chiếm khoảng 75%, sau đó là Yamaha và các hãng khác như Suzuki, Kawasaki, Piaggio, SYM chiếm thị phần còn lại. Tất cả các hãng xe máy nói trên cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa cho ra mắt sản phẩm xe máy điện chính thức nào tại thị trường Việt Nam. Thì việc sẽ đưa tới cho người dùng Việt Nam các sản phẩm xe máy điện với đầy đủ những tính năng như một chiếc xe máy chạy xăng, thân thiện với môi trường của MBI chính là một điểm cộng giúp khách hàng an tâm khi sử dụng.